Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 561 Ngô Lương biến sắc mặt, hoàn toàn tuyệt vọng. Thôi Hảo cười lạnh nói, thế sao ban nãy thư ký tôn đến, ông lại đuổi anh ta đi. Ngô Lương tái mặt rồi vội đáp, cậu thôi, cậu nghe tôi giải thích, tôi. Chát, xong, không chờ Ngô Lương nói hết câu thì Thôi Hảo đã bước tới rồi dáng cho ông ta một cái bạt tai. Còn giải thích cái mẹ gì nữa, dám coi thường nhà họ thôi tôi à, để tôi xem ai cho ông lá gan đấy nào. Ngô Lương rên rỉ đau đớn rồi giơ tay che một bên má, người cũng đang run như cầy sấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thôi Hạo thấy Ngô Lương không nói gì thì lập tức cười khẩy. Sao, ban nãy ông hoành tráng lắm cơ mà, sao giờ lại câm như hến thế? Thôi Hạo ngạo mạn nói rồi lại tiến gần tới cạnh Ngô Lương, sau đó giơ chân đạp vào người ông ta thôi hạo dùng lực rất mạnh nên khiến ngô lương ngã sóng xoài. Ngô lương ngẩng đầu lên rồi nhăn mặt nhìn thôi hạo, sau đó nghiến răng nói, cậu thôi, tôi là người của anh Long, mong cậu nể mặt anh ấy mà dơ cao đánh khẽ. Anh Long, nghe thấy thế, thôi hạo hơi biến sắc mặt. Hắn ta thấy hơi bất ngờ. Long Tam là trùm xã hội đen ở Tân Hải, lòng hổ môn của gã quả thực rất mạnh. Nhà họ thôi của họ cũng không yếu, nhưng nếu phải đối đầu với long hổ môn thì cũng không dám chắc phần thắng xong nhà họ thôi của bây giờ đã khác xưa rồi dù có phải đối đầu với long hổ môn thì họ cũng không sợ nghĩ vậy thôi hạo cười lạnh nói ngô lương ông ngây thơ quá đấy ông tưởng có chỗ dựa là long tam thì nhà họ thôi tôi sẽ sợ ư ngô lương biến sắc mặt hoàn toàn tuyệt vọng chỗ dựa lớn nhất của ông ta chính là long tam và long hổ môn nếu nhà họ thôi không sợ thực lực của long hổ môn thì hôm nay ông ta lành ít dữ nhiều rồi nghĩ đến đây ngô lương cắn răng nói cậu thôi chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi lần này thì tôi sẽ đồng ý với phương án lần trước nghe thấy thế thôi hạo lập tức bật cười giờ ông mới muốn đồng ý ư tôi nói cho ông biết muộn rồi suốt lời hắn ta lập tức nói với đám đâu con ở phía sau lên đập chết nó cho tao có chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm giọng điệu của Ngô Lương rất ngang tàng. Vâng thưa cậu chủ, đám đó nghe thấy vậy thì đều cúi đầu tuân lệnh. Trường 562 ông ta biết sở bắc là một người mù loà. Nghe thấy thế, đám kia ngẩn ra rồi dồn hết ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi họ nhìn thấy sở bắc đeo kính dâm đang thư thái dùng bữa thì đều đứng hình. Tiếp đó, họ ngoái lại nhìn Thôi hạo như muốn chờ lệnh. Thôi hạo cũng đang ngẩn ngơ. Lúc này, hắn ta mới để ý là vẫn còn một người khác nữa ngoài ngô lương thấy sở bắc đang bình thản dùng bữa thôi hạo sầm xuống mày là thằng nào thôi hạo lạnh giọng hỏi sở bắc không trả lời hắn ta mà thờ ơ nói lúc tôi ăn cơm không thích bị người khác quấy dày tôi cho các người một phút để biến mất làm được thì tôi sẽ không truy cứu nữa điên rồi đúng là điên rồi nghe sở bắc nói vậy thôi hạo lập tức xa sầm mặt Tao không ngờ ở Tân Hải lại có người dám ăn nói ngông nghênh thế với mình đấy. Thằng kia, nói họ tên đi, để tao xem mày là thần thánh phương nào. Tôi là Sở Bắc, giờ các người có thể biến đi được rồi đấy. Ngô Lương vốn đang rơi vào tuyệt vọng, nhưng câu nói này của Sở Bắc đã khiến ông ta mừng như muốn phát điên. Ngay sau đó, ông ta ngẩng mạnh đầu lên rồi nhìn về phía Thôi Hạo. Cậu thôi, anh Sở đây là khách quý mà tôi mời đến hôm nay. Anh ấy là người mà đến anh Long cũng phải kính trọng. Vì vậy, các cậu nên thức thời một chút, mau về đi. Nghe thấy thế, Thôi Hạo chợt co rúm người. Đến Long Tam cũng phải kính trọng ư? Điều này khiến hắn ta thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt kính dâm sở bác đeo trên mắt và cây gậy trúc anh cầm trong tay, Thôi Hạo lập tức nở một nụ cười trào phúng. Ngô Lương, ông đừng phí công bịa chuyện nữa. Từ khi nào mà Long Tam lại mất giá đến mức tôn kính một thằng mù hả? Ngô Lương đứng hình, định lên tiếng phản bác, song không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Thật lòng mà nói thì trong thâm tâm ông ta cũng có mối nghi hoặc giống thôi hạo. Ông ta biết sở bắc là một người mù loà. Nhưng chính vì thế nên ông ta mới thấy lạ, tại sao một người như Long Tam phải khép nép với một người mù chứ? Tuy nhiên, ông ta chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ có cho thêm 10 lá gan, cũng không dám nói ra miệng lý do chính khiến ông ta mời sở bắc đến để xin lỗi là vì Long Tam. chương 563, đập chết nó cho tao, mạnh tay vào. Dẫu sao, Long Tam cũng là ông trùm xã hội đen ở Tân Hải, những người bình thường sao lọt vào mắt gã được. Nghĩ tới đây, hắn ta liếc nhìn sở bắc rồi cười lạnh. Thằng kia, ở cái đất Tân Hải này chắc chỉ có mày mới dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy thôi. Nể tình sự dũng cảm của mày, tao sẽ giờ cao đánh khẽ, chỉ cần mày cúi dập đầu với tao 10 cái thì tao sẽ tha cho. Nghe thấy thế, sở bắc rút một giờ khăn giấy ra rồi lau miệng. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười rồi hờ hững nói, ý hay đấy, dập đầu đi, chỉ cần cậu dập đầu trước tôi 10 cái thì tôi sẽ tha cho. Cái gì? Nghe sở bắc nói xong, gần như tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Nhất là thôi hạo, hắn ta không ngờ tên mù này dám nói với mình như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta lập tức nổi sung. Mày chán sống mẹ nó rồi đúng không? Thôi hạo tức tối quát lớn rồi chạy tới gào lên với mấy người đàn ông mặc đồ màu đen, đập chết nó cho tao, nếu chúng mày không giết được nó thì chờ chết hết đi. Xưa nay, thôi hạo nói được là làm được. Vì thế, mấy người đàn ông mặc đồ đen nghe xong đều nghiêm mặt rồi hùng hổ lao về phía sở bắc ngay. Thấy thế, thôi hạo nở một nụ cười độc ác. Hừ, dám trả treo với tao à, ông sẽ cho mày hối hận sang cả kiếp sau luôn. Ngô Lương đứng cạnh đó thấy thế thì vô cùng hốt hoảng. Ông ta không chút do so dự mà rút điện thoại ra rồi gọi cho Long Tam ngay. Thôi Hạo không biết, nhưng Ngô Lương thì rõ mười mươi. Sở Bắc là người mà Long Tam rất coi trọng, nếu hôm nay anh mà có làm sao thì Long Tam sẽ lột ra ông ta mất. Đương nhiên Thôi Hạo cũng nhìn thấy Ngô Lương đang gọi điện, nhưng hắn ta chỉ cười lạnh mà không ngăn cản theo hắn ta thấy thì với thực lực của nhà họ thôi dù long tam có đến thì hắn ta cũng không sợ vì vậy hắn ta chẳng những không sợ hãi mà còn hét lên với đám người kia đập chết nó cho tao mạnh tay vào nghe thôi hạo nói thế đám người kia càng hung hăng hơn họ lao tới cạnh sở bắc rồi định tung một cú đấm vào đầu anh song đúng lúc này sở bắc vốn đang ngồi yên chợt giơ cây gậy trúc trong tay lên ngay sau đó, anh đã đập cây gậy trúc thật mạnh vào tên đứng gần mình nhất bằng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà thấy được. A, à, chương 564 đúng là một sự châm chọc. Nhưng bây giờ, họ mới phát hiện suy nghĩ ấy của mình thật ngây thơ. Bởi tên đang nằm vật lộn bây giờ là người có thực lực mạnh thứ nhất, thứ hai trong số tất cả bọn họ. Với thực lực mạnh cỡ ấy mà gã vẫn bị Sở Bắc đập cho một gậy nằm im dưới đất họ chợt nhận ra tên mù này không hề dễ đối phó như mình nghĩ. Lên hết đi, đánh chết nó. Một người áo đen khác hô lên. Ngay sau đó, cả đám đều hung hăng dở hết ngón nghề của mình ra để tấn công sở bắc. Đối mặt với sự tất công ồ ạt ấy, sở bắc chỉ cười khẩy. Anh không chút hoang mang mà giơ cây gậy trúc lên đập loạn xạ. Theo từng hàng động của anh, đám kia đều nằm lăn ra đất, không còn chút lực chiến đấu nào. Nhất thời, Căn phòng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi thôi Hạo và Ngô Lương phản ứng lại thì đám mặc đồ đen đã ngã hết dưới đất rồi kêu gào trong đau đớn. Hoảng, thấy dáng vẻ oai phong của Sở Bắc, Ngô Lương hít vào một hơi lạnh. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao đại ca của Long Hổ môn phải cung kính với người này rồi. Cách ra đòn quỷ dị của anh thật là khủng khiếp, nếu không được tận mắt chứng kiến, Ngô Lương cũng không dám tin trên đời lại có người giỏi đến vậy chỉ với một cây gậy trúc mà anh có thể hạ hết được cả đám đô con kia. Thực lực này không đùa được đâu. Thậm chí, ông ta còn nghĩ mình gọi cho Long Tam là không cần thiết. Vì ông ta thấy với thực lực của sở bắc thì anh thừa sức tự xử lý được mọi việc. Sau khi chấn động, Ngô Lương chợt mừng thầm. Có một sở bắc với thực lực manh mẽ ở đây thì dù thôi hạo có ngông cuồng đến mấy, cũng không thể làm gì được họ. Khác với vẻ mừng rỡ của Ngô Lương, thôi hạo đang xa sầm mặt thậm chí trong mặt hắn ta còn lạnh hơn băng giá nhất là khi hắn ta nhìn thấy đám tay chân của mình đang nằm kêu oai oái dưới đất khóe miệng hắn ta không nhịn được mà co giật hắn ta đã bỏ ra cả đống tiền để thuê công ty vệ sĩ về huấn luyện cho đám này thường thì mỗi một người trong số họ đều có thể địch lại ba bốn người bình thường nhưng bây giờ đám đàn em mà hắn ta cứ ngỡ là có lực chiến đấu khủng nhất đều bại dưới tay một tên mù loà mươi 565, nhà họ thôi con cỏn của cậu không là gì với tôi đâu. Thôi hạo nghe xong thì càng điên tiết hơn, hắn ta lập tức xông tới rồi đạp cho tên đó một phát. Thằng vô dụng này, cao thủ cái đếch gì, tao thấy là lũ chúng mày vô tích sự thì có. Thôi hạo tức tối mắng nhiếc rồi lạnh giọng nói, giặt một lũ bất tài, sau hôm nay thì biến hết đi cho khuất mắt tao, nhà họ thôi tao không nuôi lũ chúng mày nữa. Đám kia lập tức tái mặt khi nghe thôi hạo nói vậy bọn họ làm vệ sĩ cho nhà họ thôi cũng ít khi gặp nguy hiểm, hơn nữa đãi ngộ còn rất khá. Nếu giờ mất việc thì họ khó mà tìm được một công việc ưng ý như thế này. Nghĩ vậy, cả đám vội vàng van xin thôi hạo. Xong, hắn ta không hề cảm động chút nào. Ngô Lương đứng cạnh đó thấy thế thì suýt xoa. Trước kia, ông ta nghe nói thôi hạo là người máu lạnh vô tình. Vốn ông ta còn nghĩ không đến mức đó, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này thì ông ta tin rồi. Thôi hạo chẳng những máu lạnh, mà các hành vi của hắn ta còn độc ác. Thôi hạo mặc kệ đám vệ sĩ rồi lạnh mặt nhìn sang sở bắc. Tao phải công nhận là mày cũng có chút thực lực, nhưng mày tưởng nhà họ thôi tao chỉ có thế này thôi ư. Nghe xong, sở bắc bình thản mỉm cười. Nhà họ thôi con còn của cậu không là gì với tôi đâu. Thôi hạo giật khóe miệng, hắn ta không ngờ sở bắc lại ngông nghênh đến vậy. Thằng kia, có giỏi thì mày cứ chờ đấy, hôm nay tao sẽ cho mày biết thực lực thật sự của nhà họ thôi tao. Sở bắc nhớn mày rồi bật cười. Thế tôi sẽ mỏi mắt trông chờ, mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Thôi hạo hừ lạnh một tiếng, thấy đấu võ mồm với sở bắc không ăn thua, hắn ta quả quyết lấy điện thoại ra rồi gọi người tới. Sở bắc không ngăn cản, mà tiếp tục bình thản dùng bữa, anh không hề lo lắng chút nào. Thôi hạo thấy thế thì nhăn mặt, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh. Một lát sau, Thôi Hạo đã gọi điện xong rồi cười lạnh nhìn Sở Bắc. Thằng kia, cứ chờ đấy, mày không ngông nghênh được lâu nữa đâu. Sở Bắc vẫn mặc kệ Thôi Hạo, sau đó bình tĩnh nói với Ngô Lương, "Nào, ngồi xuống ăn tiếp đi, còn bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, bỏ thì uổng lắm." Nghe vậy, Ngô Lương giật khóe miệng rồi thầm cười khổ. Với tình hình lúc này thì chắc chỉ có Sở Bắc nuốt trôi được thôi, có Thôi Hạo ở đây nên Ngô Lương chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Cuối cùng đã có một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trong phòng, Ngô Lương và Thôi Hạo đứng hai bên nhìn sở bắc ăn uống với biểu cảm khác nhau. chương 566, tôi đây mỏi mắt mong chờ. Đi cùng Long Tam còn có 5, sáu thành viên khác của Long Hổ Môn. Những người này đều trông rất cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Long Tam liếc nhìn Thôi Hạo rồi xa sầm mặt. Thôi Hạo, cậu dẫn người của mình đến địa bàn của Long Tam tôi làm loạn, có phải cậu không coi Long Hổ Môn ra gì nữa không? Giọng nói của Long Tam đầy vẻ giận dữ. Nếu người bình thường nghe thấy thì kiểu gì cũng sợ tái mặt. Xong, thôi hạo thì khác, hắn ta vẫn nhơn nhơn như thường. Long Tam, chắc anh cũng biết thực lực của nhà tôi rồi, ai sợ anh chứ tôi thì không đâu. Tại người của anh định đè đầu cưới cổ nhà họ thôi chúng tôi nên đương nhiên tôi phải đến đòi lại công bằng. Cậu sợ, làm cậu kinh hãi rồi. Nói rồi, long tam và người của long hổ môn đều hành lễ với sở bắc thôi hạo thấy thế thì cao mày lúc này hắn ta mới nhớ tới lời của ngô lương ngô lương vừa nói long tam rất coi trọng sở bắc nhưng khi ấy hắn ta không để tâm cho lắm vì hắn ta nghĩ long tam là đại ca của long hổ môn dù hắn ta không sợ long tam song vẫn phải công nhận một điều là thế lực của môn phái này rất mạnh hắn ta nghĩ người như long tam sẽ không bao giờ phải khúm núm với tên mù này nhưng cảnh tượng hiện giờ khiến hắn ta hoảng hồn. Thì ra Ngô Lương nói thật. Lúc này, Thôi Hạo đang thấy vô cùng bất an. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã kiềm chế cảm xúc ấy rồi cười lạnh nhìn Long Tam với vẻ châm chọc. Không ngờ đường đường là đại ca của Long Hổ Môn mà lại phải hành lễ với một thằng mù, đúng là nực cười. Nghe thấy thế, người của Long Hổ Môn lập tức nổi giận. Một người đàn ông đứng sau Long Tam sầm mặt rồi tiến tới định ra tay với Thôi Hạo hắn ta thấy thế thì lập tức hoảng hốt dù thôi hảo có chỗ dựa nên không sợ nhưng người hắn ta gọi vẫn chưa đến nếu bây giờ người của long hổ môn ra tay thì hắn ta không thể đánh trả được nghĩ vậy hắn ta vội vàng gào lên với long tam long tam có giỏi thì các anh hãy chờ người của tôi đến chúng tôi không sợ long hổ môn đâu nghe thấy thế long tam giơ tay cản tên đàn em lại sau đó gã lạnh lùng nhìn thôi hảo rồi nói được nếu cậu dám to mồm như vậy thì để tôi xem, người cậu gọi tới có đủ tư cách để đối đầu với Long Hổ Môn chúng tôi hay không. chương 567, làm cậu chủ kinh hãi rồi. Thôi hạo nói không sai, đúng là Long Hổ Môn rất mạnh. Nhưng không phải ai ở Tân Hải cũng sợ họ. Nhà họ thôi là một gia tộc đẳng cấp ở Tân Hải, cho nên họ cũng không quá kiêng rẻ gì Long Hổ Môn. Khoảng 6, 7 phút sau lại có tiếng bước chân rồn dập vang lên bên ngoài phòng bao. Ai nấy đều biến sắc mặt, họ đều biết rằng người Thôi Hạo gọi đã tới. Thôi Hạo mừng rỡ, không chút do dự ra mở cửa ngay. Khi trông thấy người đến thì càng mừng hơn. "Tề Tân, cuối cùng thì mọi người cũng đến rồi, các người mà đến chậm thêm chút nữa khéo không gặp được tôi nữa đâu." Thôi Hạo nói với người thanh niên đi đầu. Người thanh niên ấy mặc một bộ đồ rộng rãi màu xanh, để đầu đinh, thoạt nhìn trông rất phong độ. Huyết thái dương của anh ta nhô lên, vừa nhìn đã biết là người luyện võ hơn nữa toàn thân anh ta còn toát ra một khí chất đầy tự tin và mạnh mẽ bất kể ai nhìn anh ta cũng sẽ thấy anh ta có cốt cách của một thủ lĩnh đứng sau lưng anh ra là mười mấy người thanh niên cường tráng khác họ ăn mặc khác nhau nhưng trong tay lúc này đều đang cầm ống tuyếp trên người họ toát ra một khí thế ngông cuồng ngoài ra nhiều người còn xăm kín người các hình xăm này trông rất đáng sợ khiến ai nhìn thấy cũng phải phát run nghe thôi hạo nói xong tề tân biến sắc mặt rồi khom người với hắn ta làm cậu chủ kinh hãi rồi nói rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn thôi hạo rồi hỏi cậu chủ kẻ nào đã mạo phạm cậu cậu nói đi tôi đảm bảo nó sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa giọng nói của tề tân rất nhẹ nhưng chứa đầy vẻ sát khí nghe tề tân nói vậy thôi hạo lập tức tỏ vẻ đắc ý rồi ngoái lại nhìn long tam là anh ta lo chuyện bao đồng, đã thế còn uy hiếp tôi, anh mau dạy cho anh ta một bài học đi." Tề Tân nhìn theo Hương thôi, hảo Chỉ thì thấy Long Tam, sau đó anh ta lập tức cau mày. "Long Tam, sao anh lại ở đây?" Rõ ràng Tề Tân biết Long Tam, thậm chí ánh mắt anh ta nhìn gã còn thoáng qua vẻ sợ hãi. "Chương 568, ai vì chủ nấy thôi." Vì Long Tam là đại ca của Long Hổ môn, gã không chỉ có thực lực mạnh mà Long Hổ Môn của gã cũng là thế lực có số có má ở Tân Hải nên Tề Tân không thể coi thường. Dù anh ta không sợ Long Tam, nhưng cũng không muốn có xung đột quá gay gắt với gã. Dẫu sao, nếu buộc phải đến mức đó thì cả ai bên cùng thiệt hại, bởi nên đó là điều mà anh ta không muốn thấy. Nghĩ vậy, Tề Tân ngoảnh lại nhìn thôi hạo rồi trầm giọng hỏi, cậu chủ, cậu có chắc là Long Tam gây phiền phức với cậu không? Ban đầu, thôi hạo ngẩn ra, sau đó thì bùng nổ, Tề Tân, anh bị cái mẹ gì thế hả? Ông đây gọi các anh tới không phải để chất vấn tôi, mà là ra mặt thay cho tôi. Thế mà anh lại óng ngả à, óng ẹo, anh nghĩ tôi lừa anh chắc. Thấy Thôi Hạo xương ông với mình, Tề Tân có vẻ không vui, nhưng Thôi Hạo lại là người cháu trai mà ông Thôi cưng chiều nhất. Dù anh ta có thấy bực đến mấy thì cũng không dám tỏ thái độ. Sau vài giây do dự, anh ta đành cắn răng nói, cậu thôi đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi tôi rất hiểu long tam anh ta không phải người thích kiếm chuyện biết đâu lại có hiểu lầm gì đó hiểu lầm thôi hạo lập tức cười lạnh nói hiểu lầm cái con khỉ tôi nói cho anh biết chẳng có hiểu lầm nào cả người của long hổ môn đã gây sự với tôi giờ anh xem mà giải quyết đi suốt lời thôi hạo hất hàm không cho tề tân cơ hội lên tiếng nữa anh ta thấy thế thì bực lắm song vẫn phải nhịn cuối cùng Tề Tân đành hít sâu một hơi rồi ngoảnh sang Long Tam, mặt cũng lạnh băng. Long Tam, tôi coi trọng anh là một bậc hảo hán, chỉ cần bây giờ anh bỏ đi thì tôi sẽ không tính toán với anh nữa, chuyện hôm nay coi như xong, anh thấy sao? Tề Tân nói vậy là để tránh xảy ra xung đột đến mức đánh nhau giữa hai phe. Dẫu sao Long Hổ Môn cũng rất mạnh, nếu có xô sát thì cả hai bên đều thiệt hại. Nghe thấy thế, Long Tam bật cười lắc đầu. Tề Tân, tôi cũng nói lại y hệt câu đó với cậu chỉ cần các cậu ra về thì long hổ môn sẽ không gây khó dễ nữa cậu thấy sao tề tân cao mày với vẻ lạnh lùng vậy là thương lượng thất bại rồi đúng không long tam chậm rãi gật đầu nụ cười trên mặt gã đã biến mất gã trầm giọng nói ai vì chủ nấy thôi tề tân ngẩn ra rồi lập tức có vẻ hoảng hốt cách đây không lâu tôi nghe nói thủ lĩnh của long hổ môn đã nhận một người khác làm đại ca đừng nói chính là người này nhé Tề Tân nói rồi chỉ tay về phía Sở Bắc. Chương 569 anh ta hỏi với vẻ không cam tâm. Nghe Long Tam nói vậy, Tề Tân ngẩn ra. Anh ta cứ ngỡ Long Tam xuất hiện ở đây để bảo vệ cho Sở Bắc vì không biết thân phận của Thôi Hạo. Ai dè, gã đã biết cả rồi. Nhưng dù biết thì Long Tam vẫn đứng về phe đối lập, tại sao gã lại làm như vậy? Phải biết rằng nhà họ Thôi là một gia tộc hàng đầu ở Tân Hải. Ngay cả Long Tam cũng phải rè chứng trước thế lực lớn này. Thôi Hạo đại diện cho nhà họ thôi mà Long Tam lại đối đầu với hắn ta, điều này có nghĩa là gã đã chọn quay lưng với nhà họ thôi. Tôi rất tò mò, vị đại ca này của anh có xứng để làm anh làm vậy không? Tề tân đầy nghi hoặc hỏi. Long Tam lắc đầu rồi hờ hững nói, cậu sai rồi, cậu ấy không phải đại ca của tôi mà là cậu sở. Với Long Tam mà nói thì mình chưa đủ tư cách để trở thành đàn em của một nhân vật siêu cấp như Sở Bắc. Vì phải từng thấy thì mới biết anh mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Nghe Long Tam nói vậy, Tề Tân Hiếu kỳ nhìn Sở Bắc mà trong lòng dậy sóng. Anh ta và Long Tam đều là những nhân vật có máu mặt ở Tân Hải nên rất hiểu rõ về nhau. Trong ấn tượng của Tề Tân thì Long Tam luôn rất kiêu ngạo, thậm chí xét từ một góc độ nào đó, Long Tam còn oai phong hơn anh ta. Bởi sự ngạo mạn của Long Tam đã ăn vào máu, dù có phải chết thì gã cũng phải giữ cho bằng được. Nhưng bây giờ, gã lại vô cùng cung kính với một tên mù, hơn nữa từ lời ăn tiếng nói cũng chứa đầy sự kính trọng và tôn sùng với người đó. Tề Tân chợt ý thức được một điều, có lẽ Sở Bắc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng anh ta cũng hiểu thôi hạo, nếu hôm nay anh ta không giải quyết theo cách mà hắn ta muốn thì kiểu gì hắn ta cũng làm loạn lên. Đến lúc đó chuyện đến tai ông thôi thì nhất định anh ta sẽ gặp phiền phức. Dẫu sao, ông thôi cũng nổi tiếng là người hay che chở cho con cháu, nhất là đứa trái trai thôi hạo mà mình yêu quý nhất. Nghĩ đến đây, Tề Tân cảm thấy rất khó xử. Long Tam, lẽ nào không còn sự lựa chọn khác nữa sao? Anh ta hỏi với vẻ không cam tâm. Long Tam lắc đầu. Có chứ, chỉ là không biết cậu có chọn hay không thôi. Trường 570 đó là kết quả mà hắn ta không hề muốn chút nào thôi hảo phẫn nộ chửi bới hắn ta tức muốn điên lên không ngờ long tam dám nói ra câu đó cùng lúc đó hắn ta cũng thấy hơi lo lắng nếu tề tân đồng ý với long tam thì hôm nay hắn ta sẽ thê thảm rồi hơn nữa đâu chỉ có thế mà hắn ta còn bị mất sạch thể diện nữa nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì cả hắn ta và nhà họ thôi biết giấu mặt đi đâu đây đến lúc đó dù có được ông mình yêu chiều đến mấy thì chắc chắn hắn ta cũng bị mắng té tát đó là kết quả mà hắn ta không hề muốn chút nào. Nhưng may mà câu trả lời của Tề Tân đã khiến hắn ta bình tâm lại. Long Tam, kiến nghị đó của anh chẳng ra làm sao cả, xem ra anh không có thành ý rồi. Tề Tân lạnh mặt rồi nhìn Long Tam. Long Tam cũng không chút biểu cảm đáp, xem ra hôm nay chúng ta khó tránh khỏi xô sát rồi. Long Tam vừa nói dứt câu thì một tên đàn em đô con đứng sau Tề Tân đã xông ra rồi gầm lên. Đại ca sao anh phải dài dòng văn tự với Long Tam này làm gì? Cùng lắm thì đánh nhau thôi, để tao xem Long Hổ Môn của mày và tụ nghĩa đường của bọn tao, bên nào mạnh hơn. Người đó vừa nói xong thì mười mấy người thanh niên ở phía sau Tề Tân đã gào thét sông lên. Thậm chí có người còn vung cái ống tuyết trong tay lên đập vào bàn ghế phát ra những tiếng động ING tai. Ngô Lương ở cạnh đó thấy thế thì sợ đến mức run rẩy, mặt mày tái nhợt. Long Tam vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng đám đàn em đứng sau lưng gã thì cũng đang sụp sôi rồi. Đại ca, xử chúng nó đi, có cái tổ nghĩa đường còn con thì mình phải sợ gì chứ? Đúng đấy đại ca, lòng hổ môn chúng ta mới là trùm ở Tân Hải, tụ nghĩa đường chúng nó chỉ là hạng tôm tép thôi. Nghe đám đàn em nói thế, Long Tam vẫn im lặng, sau đó gã lạnh lùng nhìn Tề Tân, hai ánh mắt giao nhau rồi cùng bùng lên ý chí chiến đấu. Long Tam, xem ra hôm nay chúng ta phải đọ sức thật rồi. Tề Tân thờ ơ nhìn Long Tam rồi nói. Long Tam gật đầu. Nếu muốn chiến thì Long Hổ môn chúng tôi sẽ chơi đến cùng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 571 không xứng. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Long Tam và người của Long Hổ môn đều nhìn anh với vẻ sùng bái. Đúng là cậu sở có khác, đối diện với tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, thậm chí đến câu nói cũng đầy tính thuyết phục còn tề tân và đám đàn em ở phía sau thì đều nhìn sở bắc với vẻ hoảng hốt và giận dữ đúng lúc này tên đàn em của tề tân đã lên tiếng chúng tao và người của long hổ môn đánh nhau thì liên quan gì đến thằng mù như mày nghe thấy thế tề tân biến sắc mặt rồi chợt có dự cảm không lành anh ta định lên tiếng của trách nhưng chưa kịp nói gì thì tên đó đã gào thét rồi quỳ xuống đất a à, tay của tôi tên đó nằm lăn lộn dưới đất lòng bàn tay trái đã bị một chiếc đũa xuyên qua. Một đầu của chiếc đũa còn đang nhỏ máu xuống sàn. Hoảng, người của Long Hổ môn thấy thế thì vẫn bình tĩnh như thường, vì họ đã được chứng kiến sức mạnh của sở bắc rồi. Nhưng Tề Tân và người của tụ nghĩa đường thì đang hít vào một hơi lạnh. Ánh mắt họ nhìn sở bắc cũng đã có vẻ khiếp sợ. Ban nãy, họ không để ý đến sở bắc nên không biết anh đã ra tay bằng cách nào. Hơn nữa, chỉ dùng cây đũa mà có thể đâm xuyên qua tay người khác là năng lực mà không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất thì những người ở đây còn lâu mới đạt đến trình đó. Sau một thoáng kinh ngạc, Tề Tân chợt xa sầm mặt. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sở bắc rồi nói, anh có biết đó là người của tôi không? Phút mặt phải nể mũi, sở bắc làm vậy đã khiến Tề Tân nổi giận. Nhưng bây giờ, anh ta chưa biết thực lực của sở bắc đến mức nào nên chưa dám ra tay. Sở Bắc khẽ cười một tiếng rồi nói, tôi không quan tâm người đó là ai, tôi chỉ biết hắn làm phiền mình ăn cơm thôi. Tề Tân nghe xong thì giật khóe miệng. Trước đó, anh ta không ngờ ngoài Long Tam gia, vẫn còn người dám không nể mặt mình ở Tân Hải. Xem ra, anh không coi tụ nghĩa đường của chúng tôi ra gì, đúng không? Tề Tân trầm giọng nói. Chương 572, nếu vậy thì tôi cũng chơi với anh đến cùng. Ông mày lăn lộn ở Tân Hải bao năm nhưng chưa từng gặp thằng nào ngông như mày hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cậy thế hiếp người anh em xông lên đập chết nó đi nói rồi đám đó nhanh chóng lao về phía sở bắc lần này tề tân không ngăn cản nữa mà lựa chọn đứng ngoài quan sát vì câu nói vừa nói của sở bắc đã vượt quá giới hạn của anh ta không ai được bôi nhọ danh tiếng của tụ nghĩa đường trông thấy cả đám người định lao tới đánh sở bắc long tam lạnh mặt rồi xua tay anh em lên hãy cho người của tụ nghĩa đường biết sức mạnh của long hổ môn người của long hổ môn đã nhịn nãy giờ rồi nghe thấy thế một cái là đỏ mày đỏ mặt rồi lao lên chiến với người của tụ nghĩa đường ngay dù bọn họ ít người hơn nhưng rõ ràng thân thủ hơn hẳn người của tụ nghĩa đường vì thế dù không chiếm ưu thế về quân số nhưng cả hai phe vẫn đang ở thế cân bằng hai bên đánh đấm túi bụi nhất thời khó phân thắng bại thấy thế long tam và tề tân đều nhân mặt long tam anh định đối đầu đến cùng với tụ nghĩa đường chúng tôi đúng không tề tân lạnh mặt hỏi long tam lắc đầu nói không phải tôi muốn đối đầu với các cậu mà là các cậu kiếm chuyện với tôi trước cho nên sao tôi có thể ngồi chịu trận được tề tân cười khẩy một tiếng chắc anh cũng biết là chúng tôi làm việc cho nhà họ thôi rồi anh có chắc muốn đắc tội với nhà họ không nghe xong long tam thoáng do dự nhưng sau khi ngoảnh lại nhìn sở bắc thì gã lập tức kiên định tôi không cần biết nhà họ thôi nhà họ lý gì cả bất kể ai kiếm chuyện với cậu sở thì cũng như kiếm chuyện với long hổ môn tôi chuyện hôm nay tôi sẽ lo đến cùng tề tân nghe vậy thì càng xa sầm mặt nếu vậy thì tôi cũng chơi với anh đến cùng nói rồi tề tân nhanh chóng ra tay với long tam long tam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xong đúng lúc này lại có tiếng chân rồn dập vang lên ở bên ngoài. Ngay sau đó, cửa phòng đã bị ai đó đạp mạnh rồi mở toang. Cùng lúc đó, một giọng nói đầy uy nghiêm cùng vọng vào. chương 573, chào ông Thôi, người đó chính là Thôi Viễn Sơn ông nội của hắn ta. Hiện giờ, Thôi Viễn Sơn vẫn là gia chủ của nhà họ Thôi, dù tuổi đã ngoài 70, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Nhất là đôi mắt từng trải mang vẻ sắc sảo của ông ta, khiến ai thấy cũng không dám coi thường. Lúc này, đang có cả đống người đứng phía sau Thôi Viễn Sơn, họ đều mặc vest đen và cầm súng. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào nhóm Long Tam với vẻ đằng đằng sát khí. Khi những người này xuất hiện, trận chiến giữa hai phe cũng dừng lại. Tề Tân và người của tụ nghĩa đường thấy có quân chi viện đến thì mừng rỡ. Còn Long Tam với người của Long Hổ Môn thì ngược lại, mặt ai nấy đều tái mét. Nhất là khi nhìn thấy đội ngũ vệ sĩ được trang bị vũ khí kia, bọn họ đều thấy hoảng sợ. Họ không ngờ nhà họ thôi lại mạnh đến vậy, dẫn theo cả đám vệ sĩ đến thế này. Tiểu Hạo ông đến muộn, cháu không sao chứ? Thôi Viễn Sơn cưng chiều nhìn Thôi Hảo rồi nhẹ nhàng hỏi. Ông ta không hỏi còn đỡ, vừa hỏi một cái là Thôi Hảo đã miếu máu ngay. Ông ơi, may mà ông đến rồi, nếu ông đến chậm thêm một lát nữa thôi thì khéo không còn được gặp lại cháu nữa mất. Nghe Thôi Hạo nói vậy, Thôi Viễn Sơn lập tức cau mày. Ông ta nổi giận rồi hừ lạnh nói: "Tiểu Hảo, cháu mau nói cho ông biết là ai bắt nạt cháu." Thôi Hạo không chút do dự mà chỉ thẳng vào Sở Bắc và Long Tam. "Ông ơi, là chúng nó." Thôi Viễn Sơn nhìn theo hướng Thôi Hạo chỉ, khi trông thấy Long Tam thì ông ta hơi ngẩn người. "Nếu tôi không nhầm thì cậu là thủ lĩnh mới của Long Hổ môn đúng không?" Long Tam gật đầu rồi chắp tay chào. Chào ông thôi. Luận theo vai vế mà nói thì thôi Viễn Sơn vẫn là bậc cha chú, hơn nữa còn có địa vị rất cao ở Tân Hải. Theo quy tắc trên giang hồ thì Long Tam vẫn nên chào hỏi cẩn thận với ông ta. Thôi Viễn Sơn gật đầu rồi bình thản nói, tôi cũng coi như có quen biết với thủ lĩnh đời trước của Long Hổ môn các cậu, trong ấn tượng của tôi thì nhà họ thôi và Long Hổ môn chưa từng liên quan gì đến nhau, nhưng sao hôm nay các cậu lại gây sự? Chương 574, chẳng lẽ không phải sao? còn chưa đợi long tam nói chuyện thôi hảo đã lên tiếng trước rồi thôi viễn sơn nhíu mày vẻ mặt khó hiểu hỏi tại sao theo ông ta thấy tuy thực lực nhà họ thôi không mạnh nhưng lòng hổ môn cũng không yếu nếu có thể tránh được xung đột là tốt nhất rồi nhưng lời của thôi hảo lại khiến ông ta có hơi nghi hoặc thôi hảo hít sâu một hơi vẻ mặt cam hận nói ông nội ông không biết thôi long tam và mấy thuộc hạ này của hắn ta vừa nãy kiêu ngạo đến thế nào Hắn ta không chỉ đe dọa cháu, mà còn sỉ nhục nhà họ thôi ta, nếu ông để hắn ta đi như vậy, sau này chẳng phải ở Tân Hải này ai cũng có thể đè đầu nhà họ thôi ta sao? Sỉ nhục nhà họ thôi. Nghe thấy lời này của Thôi Hạo, vẻ mặt Thôi Viễn Sơn cũng trở nên u ám. Cháu nói là thật sao? Thôi Hạo vội gật đầu, vẻ mặt tức giận nói, đương nhiên là thật rồi, ông nội, chuyện như vậy, cháu sẽ lừa ông sao? Thôi Viễn Sơn nghe vậy thì im lặng một lúc. Ánh mắt nhìn Long Tam cũng lạnh lùng hơn. "Long Tam, xem ra Long Hổ môn các người không hề coi nhà họ thôi chúng tôi ra gì à?" Long Tam nhíu mày, lắc đầu, trầm giọng nói, "Đối với nhà họ thôi, tôi và cả Long Hổ môn vẫn luôn kính trọng, không hề có ý coi thường và sỉ nhục, lời cậu thôi nói vừa nãy có phần phiến diện." Thôi Hạo vừa nghe thì lập tức nổi giận, chỉ mũi Long Tam, lớn tiếng mắng chửi. "Long Tam, anh lại dám ngậm máu phun người sao? Thế nào?" người long hổ môn các anh đều là một đám khốn nạn có gan làm không có gan nhận sao thôi hạo mắng rất khó nghe người của long hổ môn nghe thấy thế ai ai cũng mang theo vẻ mặt căm giận đại ca để em đi dạy dỗ cái thứ tạp chủng này một trận dám hắt nước bẩn lên người long hổ môn chúng ta ông đây giết chết nó sau lưng long tam một thanh niên từ long hổ môn không nhịn được muốn tiến lên thế nhưng cậu ta vừa muốn tiến lên thì đã bị long tam ngăn lại đừng vội, lý lẽ ở bên phía chúng ta, cậu vội cái gì chứ? Thanh niên nghẹn lời một lúc, vẫn đang muốn nói gì đó thì bị Long Tam chừng mắt quay về. Thôi hảo, Long Hổ môn chúng tôi làm việc trước giờ đều quang minh lỗi lạc, dám làm dám nhận, đã làm thì đương nhiên chúng ta sẽ nhận, nhưng không làm thì Long Tam tôi tuyệt đối không cho phép có người vụ oan giá họa lên người chúng tôi. Thôi hảo phong nhíu mày. Ý của anh là, tiểu hạo vừa nãy đều là nói dối. Long Tam gật đầu. Chương 575 tôi sẽ không truy cứu, thế nào? Long Tam cười nhạt, cậu thôi, có vài chuyện, người làm có trời nhìn, mang anh tự giải quyết cho tốt. Anh? Thôi Hạo tức giận, hắn ta nào chịu thiệt như vậy bao giờ, lại lớn tiếng mắng chửi. Thế nhưng ngay lúc này, Thôi Viễn Sơn đột nhiên hử lạnh một tiếng. Được rồi, còn chê chưa đủ mất mặt sao? Đứng sang một bên đi. Vẻ mặt Thôi Hạo thay đổi. Trong ấn tượng của hắn ta, Thôi Viễn Sơn rất ít khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn ta, mà mỗi lần Thôi Viễn Sơn nói chuyện như vậy, nhất định là đã tức giận đến cực điểm. Vì vậy, khi Thôi Viễn Sơn nói xong câu này, hắn ta chỉ có thể mang theo vẻ mặt không cam tâm ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh. Lúc này Thôi Viễn Sơn mới nhìn sang Long Tam. Chuyện hôm nay, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Long Hổ môn các người không tham dự vào trong, tôi sẽ không truy cứu, thế nào? lần này long tam không hề do dự mà lập tức lắc đầu mong ông thôi chớ trách cậu sở đối với long hổ môn là rất quan trọng nếu ông muốn gây chuyện với cậu ấy tôi và toàn bộ anh em long hổ môn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà nhìn nghe thấy lời của long tam vẻ mặt thôi viễn sơn lập tức trở nên u ám ông ta chỉ vào mười mấy người đàn ông vạm vỡ sau lưng lạnh nhạt nói long tam tôi không thể không thừa nhận là long hổ môn các anh có thực lực nhất định nhưng các người cảm thấy dựa vào mấy người thì có thể đối đầu với bọn họ sao long tam liếc nhìn mấy tên vệ sĩ im lặng không nói gì sở dĩ gã kiêng rè nhà họ thôi chính là vì biết nhà họ thôi mở công ty vệ sĩ công ty kia sở hữu một hệ thống huấn luyện vệ sĩ tiên tiến hễ là vệ sĩ được đào tạo từ đó ra thì năng lực chiến đấu đều rất lợi hại nhưng gã không ngờ rằng hôm nay tại đây nhà họ thôi lại trực tiếp đưa mấy người này đến tuy long hổ môn lớn mạnh nhưng đó cũng chỉ là lớn mạnh trong mắt người bình thường, còn đối mặt với những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc như vậy, Long Hổ môn muốn đối phó thì vẫn có chút khó khăn. Thôi Viễn Sơn vừa dứt lời, tâm tình mọi người trong Long Hổ môn lập tức trở nên nặng nề. Vì bọn họ biết, một khi hai bên xảy ra xung đột thì mấy người bọn họ căn bản không phải đối thủ của mấy tên vệ sĩ kia. Chương 576, làm sao đây? Phải làm sao? Đại ca, các anh em không phải loại ham sống sợ chết liều với bọn họ đi. Đúng vậy, đại ca, anh em Long Hổ môn chúng ta tuyệt đối không thể bị người khác xem thường. Tôi không tin, bọn họ thật sự dám giết người ở đây. Mọi người trong Long Hổ môn đều phẫn nộ lên tiếng. Vẻ mặt Long Tam cũng thay đổi liên tục, vẻ mặt gã rõ ràng có phần do dự không quyết được. Thân là người anh lớn trong tổ chức, gã phải đắn đo rất nhiều chuyện, hành động theo cảm tính là chuyện đại kỵ. Long Tam, cậu phải nhớ rõ hôm nay nếu người của cậu ra tay có lẽ qua hôm nay lòng hổ môn các người sẽ không còn tồn tại nữa thôi viễn sơn tiếp tục gây thêm áp lực cho long tam vẻ mặt long tam thay đổi lập tức ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn thôi viễn sơn từ khi long hổ môn chúng tôi thành lập đến nay chưa từng có ai dám đe dọa tôi như vậy thôi viễn sơn cười nhạt đó là vì nhà họ thôi chúng tôi có thực lực nghe thấy lời của thôi viễn sơn long tam đột nhiên cười lạnh một tiếng ông thôi ông đem mấy tên bảo vệ này đến đúng là tôi không ngờ được nhưng nhà họ thôi ở bên ngoài vẫn luôn giữ hình tượng chính phái ông không sợ làm lớn chuyện hôm nay thì sẽ ảnh hưởng danh tiếng nhà họ thôi sao nghe thấy lời của long tam vẻ mặt thôi viễn sơn bỗng thay đổi long tam nói không sai nhà họ thôi tuy lớn nhưng cũng chính vì lớn mạnh nên có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nhà họ thôi vì vậy có một số chuyện ông ta phải cẩn trọng dè dặt nếu làm lớn chuyện ở đây Chuyện này bị truyền ra ngoài, nhà họ Thôi sẽ đối mặt với rắc rối rất lớn. Dù sao, thân là gia tộc đứng đầu ở Tân Hải, can dự mấy chuyện đánh nhau bạo lực thế này thì rất là tai tiếng. Ngay lúc này, Thôi Hảo ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Long Tam, anh đúng là suy nghĩ ngây thơ thật đấy, chỉ cần chúng tôi giết chết toàn bộ các anh thì ai có thể biết được chuyện xảy ra trong này chứ?" Nghe thấy lời của Thôi Hạo, vẻ mặt Long Tam và người của Long Hổ môn đều biến sắc thậm chí ngay cả tề tân và người của tử nghĩa đường, ánh mắt nhìn thôi hạo cũng trở nên rẻ rặt hơn. Bọn họ không thể ngờ được, thôi hạo lại tàn nhẫn như vậy. Giết hết người trong này, suy nghĩ tàn bạo như vậy, mà anh ta cũng nghĩ ra được. Trái lại, sau khi vẻ mặt thay đổi liên tục, ánh mắt thôi viễn sơn cũng trở nên hung tàn hơn. Long Tam, tiểu hạo nói không sai, nếu các anh ngoan cố chống cự, thì đừng trách tôi nhẫn tâm cay độc. Chương 577 cho nhà họ thôi một cơ hội. Người nói chính là Sở Bắc bị mọi người bỏ qua nãy giờ. Ánh mắt thôi Viễn Sơn thay đổi, nhìn sang Sở Bắc. Vừa nãy khi ông ta vừa mới đi vào, thật ra đã chú ý đến Sở Bắc rồi. Chỉ là sau khi ông ta phát hiện Sở Bắc chỉ là một người mù thì trong lòng lập tức không buồn quan tâm đến anh nữa. Thậm chí, ông ta đã tự động bỏ qua sự tồn tại của Sở Bắc. Lúc này nghe thấy Sở Bắc lên tiếng, Cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại. Sở Dĩ Long tạm dám đối chọi với bản thân ông ta, không nể mặt nhà họ thôi, chính là vì tên mù trước mắt này. Chỉ là ông ta có chút nghi hoặc, Long Tam cũng xem như là một nhân vật lớn, nhưng sao anh ta lại kính cẩn với một tên mù như vậy? Nghĩ đến lời lúc nãy Sở Bắc nói, ông tư hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khi nhìn sang Sở Bắc lập tức lạnh lùng hơn. Cậu là ai mà lại dám ở trước mặt già đây nói như vậy? Thôi Viễn Sơn lạnh giọng hỏi. Sở Bắc cười lạnh, cũng không trả lời thôi Viễn Sơn, mà nhìn mấy tên vệ sĩ. Bản lĩnh của các người cũng chẳng dễ gì mà có được, tôi dám bảo đảm, nếu hôm nay dám ra tay thì nửa đời sau, các người chỉ có thể ngồi xe lăn sống qua ngày, tôi không phải đang hù dọa đâu. Sở Bắc nói xong, đột nhiên luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ trấn áp mười mấy tên bảo vệ kia. Mười mấy tên bảo vệ vốn dĩ mang vẻ mặt kiêu căng, Cả người đầy sát khí đột nhiên cảm nhận được khí thế hùng mạnh truyền đến từ trên người Sở Bắc, ai cũng tái mặt, hai chân cũng bắt đầu run cầm cập. Lời vừa rồi của Sở Bắc và khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người anh đã đánh tan ý chí chiến đấu của bọn họ. Bởi vì Sở Bắc nói không sai, nếu bọn họ ra tay, Sở Bắc đủ thực lực phế bọn họ. Chỉ là, bọn họ có thể đến đây cũng là nhận được lệnh của công ty, bọn họ căn bản không dám làm trái. Thôi Viễn Sơn cũng chú ý đến vẻ mặt mười mấy tên vệ sĩ thoáng chốc đã thay đổi. Ông ta mắng mỏ sở bắc. Danh con, đừng có ở đây hung dữ càn quấy, đắc tội nhà họ thôi chúng tôi rồi còn dám ngạo mạn như vậy, gan cũng lớn đấy. Sở bắc lắc đầu. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, chỉ cần ông quỳ xuống chủ động thừa nhận hành vi sai lầm của mình, tôi có thể cho nhà họ thôi một cơ hội. chương 578, Tổng Giám Đốc Thôi. Đúng là cũng tự biết mình đấy, nể mặt anh biết điều như vậy chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu với tôi ba cái tôi sẽ tha cho anh sở bắc nghe vậy khẽ cười nhà họ thôi các người đúng là đều có cái nét này cơ hội thì tôi cũng cho rồi chỉ xem xem ông có thể nắm giữ hay không thôi nghe thấy sở bắc nói vậy vẻ mặt thôi viễn sơn lập tức trở nên u ám xem ra cậu không hề quan tâm đến lời tôi nói rồi nếu vậy thì đừng trách tôi không khách sáo thôi viễn sơn nói xong lập tức nói với mười mấy tên vệ sĩ sau lưng mình, lên hết cho tôi, cho tên này biết nên biết điều là thế nào. Thế nhưng, ông ta vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ kia lại đưa mắt nhìn nhau, căn bản không ai tiến lên. Đùa gì vậy chứ, từ khí thế kia của sở bắc, anh nhất định là một cao thủ siêu cấp rồi, bọn họ mù quáng sông lên, thì chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Bọn họ cũng chẳng muốn nửa đời sau thật sự sống trên xe lăn. Thôi Viễn Sơn thấy vậy, lập tức ngây người, sau đó ánh mắt trở nên tức giận ông ta nhìn chằm chằm mười mấy tên vệ sĩ vẻ mặt u ám nói phục tùng mệnh lệnh là sứ mệnh các anh các anh lại dám không nghe theo lời của lão đây sao trong mười mấy tên vệ sĩ có một người tiến lên một bước cắn răng nói ông ông thôi người này quá mạnh chúng tôi dù có sông lên cũng không phải đối thủ của anh ta nghe thấy lời của vệ sĩ thôi viễn sơn lập tức giận dữ các anh đừng quen lúc các anh đi với tôi lãnh đạo của các anh đã nói gì với các anh thôi viễn sơn vừa nói xong mười mấy vệ sĩ lập tức biến sắc thôi viễn sơn nói không sao bọn họ đến đây là theo mệnh lệnh của ông chủ công ty vệ sĩ chỉ là bây giờ bởi vì biểu hiện vừa rồi của sở bắc khiến trong lòng bọn họ e sợ không dám ra tay bừa bãi nhưng lệnh của ông chủ lại không thể làm trái thoáng chốc trong lòng bọn họ rơi vào thế khó xử thế nhưng ngay lúc này bên ngoài cửa phòng VIP đột nhiên vang lên âm thanh khiến vẻ mặt bọn họ thay đổi. Người của công ty vệ sĩ thần thuẫn chúng tôi đào tạo từ bao giờ mà hèn nhát vậy chứ? Mười mấy vệ sẽ nghe thấy lời này, sắc mặt đều thay đổi, ai ai cũng mang theo vẻ mặt nặng nề nhìn sang cửa phòng VIP. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi vào. Tổng giám đốc thôi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi vào, vẻ mặt mười mấy vệ sĩ lập tức trở nên nghiêm túc, đồng loạt làm lễ với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Lời của ông cụ chính là mệnh lệnh của tôi, ông ấy bảo các anh làm gì, các anh cứ làm như thế. Hiểu chưa? Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, mười mấy vệ sĩ không dám phản kháng, đều gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc thôi. chương 579 sau đó gã không hề kiêng rẻ bật cười. Ông cụ, ông nói gì thế, ai mà không biết ông là trụ cột của nhà họ thôi chúng ta. Thôi Vân hoảng sợ vội xua tay, lấy lòng sở dĩ gã làm thế là vì ông ta biết thôi viễn sơn có quyền uy rất lớn ở nhà họ thôi hơn nữa ham muốn kiểm soát của thôi viễn sơn rất mạnh nếu gã tỏ ra kiêu ngạo trước mặt thôi viễn sơn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt quả nhiên sắc mặt thôi viễn sơn vốn dĩ đã không tốt nhưng nghe thôi vân nịnh nọt mình như thế sắc mặt cũng hỏa hoãn lại ông ta thân thiết vỗ vai thôi vân thở dài cười nói ông già rồi sau này nhà họ thôi chúng ta vẫn phải dựa vào mấy người trẻ tuổi các cháu nói đến đây giọng ông ta bỗng thay đổi tiểu vân nếu đã đến thì có nhàn rỗi cháu bảo đám cấp dưới của cậu dạy dỗ cho tốt cái tên bất kính với nhà họ thôi này đi nói rồi thôi viễn sơn giơ tay lên chỉ vào sở bắc nghe thôi viễn sơn nói sắc mặt thôi vân cũng trở nên lạnh lùng ông cụ yên tâm người này dám to gan chọc vào nhà họ thôi chúng ta tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng nói rồi thôi vân xoay người nhìn long tam ánh mắt hiện lên vẻ cười nhạo Long Tam, Long Hổ Môn của người đúng là có chút thực lực nhưng anh nghĩ chỉ với số lượng từng này mà có tác dụng trước mặt mấy vệ sĩ do công ty bảo vệ của tôi đào tạo ra à. Long Tam cũng quen với Thôi Vân, lúc này nghe Thôi Vân nói thế, gã trợn mắt. Gã hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cậu sở có thân phận cao quý, hơn nữa cũng không phải là người các cậu có thể đắc tội. Mặc dù nhà họ thôi rất mạnh nhưng vẫn không đủ mặt mũi ở trước mặt cậu sở, nếu các cậu biết điều thì mau ra khỏi đây nếu không lát nữa sẽ hối hận không kịp nghe long tam nói vậy thôi vân sửng sốt sau đó gã không hề kiêng rè bật cười ha ha buồn cười chết mất cậu sở đằng sau chẳng phải chỉ là một tên mù thôi sao lúc đầu tôi còn nghĩ long tam anh là nhân vật tầm cỡ không ngờ một tên mù cũng có thể khiến anh như thế tôi thấy long hổ môn các người vẫn nên giải tán đi ánh mắt của mấy người long hổ môn đều hiện lên vẻ tức giận khi nghe thôi vân nói anh Long, liều mạng với chúng. Tên họ thôi này quá đáng lắm rồi, không xem anh em ra gì cả. Đúng đó anh Long, Long hổ môn chúng ta có bao giờ bị sỉ nhục vậy chưa? Chỉ cần ông nói một câu, tôi nhào đến ngay. chương 580 tập đoàn Bắc giã, hay cho câu không nhường bước. Thôi Vân cười mỉa nói, xem ra có một chuyện mà anh vẫn chưa biết. Long Tam, có vài người là người anh không thể chọc vào nổi. Chuyện gì? Long Tam nhíu mày khó hiểu hỏi. Thôi Vân đắc ý nói, ông từng nghe nói đến tập đoàn Bắc Dã rồi chứ? Nói thật cho ông biết, nhà họ thôi đã có hợp tác chiến lược với tập đoàn Bắc Giã một khi hợp tác thì cả Tân Hải này không có ai là đối thủ của nhà họ thôi nữa, bây giờ ông vẫn muốn đắc tội với nhà họ thôi chỉ vì một tên mù sao? Tập đoàn Bắc Dã? Nghe Thôi Vân nói thế, sắc mặt Long Tam thay đổi. Gã từng nghe nói đến cái tên tập đoàn Bắc Dã này, đó là sự tồn tại siêu cấp khổng lồ. Tập đoàn Bắc Giã là tập đoàn tài chính hùng hậu nhất, có thực lực nhất ở Long Quốc. Hơn nữa điều khiến gã cảm thấy sợ là người đứng sau tập đoàn Bắc Giã trong truyền thuyết là thần tướng Bắc Giã. Thần tướng Bắc Giã là người có thể khiến cả trên dưới Long Quốc đều phải điên cuồng. Vì trong lòng người dân Long Quốc, thần tướng Bắc Giã là sự tồn tại sánh ngang thần. Nhưng gã không ngờ tập đoàn Bắc Giã vừa thành lập ở Tân Hải chưa bao lâu mà nhà họ thôi lại bước được lên con thuyền lớn tập đoàn Bắc Giã này nếu nói chỉ là nhà họ thôi thì gã và long hổ môn vẫn có thể chống đối nhưng trước mặt tập đoàn bắc giã long hổ môn còn chẳng có tư cách để đối phương liếc mắt nhìn một cái nữa là thôi vân cực kỳ đắc ý khi nhìn sắc mặt long tam sao nào sợ rồi phải không chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin tôi xem như đền tội xin lỗi nhà họ thôi tôi có thể suy xét bỏ qua cho long hổ môn long tam định lên tiếng nhưng lúc này sở bắc bỗng nói tập đoàn bác giã sẽ không có đối tác kiêu căng, ngông cuồng như các người. Nghe sở Bắc nói thế, Thôi Vân hử mũi, nhưng trong mắt Long Tam lại hiện lên vẻ bất ngờ cực độ. Lúc này gã mới nhớ cậu sở có quan hệ khá tốt với tập đoàn bác giã. Thậm chí gã hơi nghi ngờ ông chủ đứng sau tập đoàn bác giã là sở bắc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 580.